cho em một miếng ăn đi. Thế ngày hôm nay không bán được cái gì ạ? À? Mà mẹ em đang ốm đúng không? Hôm nay không đi làm được đúng không? Hôm nay chị bán được 5 đồng. Thôi, chị cho tập cẩm tặng 2 đồng và đong gạo cho mẹ nhá. Rồi hôm nào bán được nhớ trả chị nhá. Cái chuyện nào hết. Hôm nay lại không có. Còn đông là phải về đông gạo đây. Sao? Ngày hôm nay mình thích lên đi. Bán được bao nhiêu là sách báo. Hôm nay có nhiều tiền rồi. Hôm nay mình không phải để bụng đói nữa. Bây giờ để một đồng này đi mua củ khoai ăn mới được. Nhưng mình hiểm khoai quá. Từ nãy đến giờ chưa bán được một chuyện nào. Trời thì sắp tối rồi. Đói bụng quá. Thế không có tiền thì làm sao mà về mua gạo để đông gạo cho các em được. Ngày hôm nay bán được nhiều quá. Khoai thơm thế. À, sao thế em, Sushi? Hôm nay có bán được nhiều không? Ôi, em không bán được à? Hôm nay chị bán được nhiều chưa này? Ôi, em còn nguyên à? Trời ơi, em ăn chưa? Em chưa có cái gì hết. Nếu mà không có tiền thì làm sao mà em mua gạo rồi để đong gạo các em của em thì khoai chỉ thích thơm thế. Mình thích ăn khoai thế tự nhiên lại bảo thế. Cho em một miếng ăn đi. Thế ngày mai không bán được cái gì ạ? À? Mà mẹ em đang ốm đúng không? Hôm nay không đi làm được đúng không? Hôm nay chị bán được 5 đồng. Thôi, chị cho tập cẩm tặng 2 đồng và đong gạo cho mẹ nhá. Rồi hôm nào bán được nhớ trả chị nhá. Ừ, thôi ăn tạm đi không tí ra đằng. Sao củ khoai thì nó cam thế? Ừ. Lần trước em mua khoai nó vàng lắm. Ôi, khoai này khoai mật, khoai này đắt tiền. Bình thường chị có dám ăn đâu, hôm nay mới ăn ấy. Ăn nhanh, tí ra cái chỗ bến xe kia xem có bán được cái nào không. Về lấy tiền đong gạo cho em, ăn đi. Vào không? Ừ, chết rồi, xe đỗ rồi, đi ra bán đi. Tranh thủ xem có bán được cái gì không. Không mới bán là cũng chưa đong gạo đâu. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.